Một cuộc khủng hoảng về niềm tin đang diễn ra trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên quan đến vụ việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng yêu cầu kỷ luật ông giáo sư Chu Hảo, nhiều chuyên gia, nhiều đảng viên cao cấp đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua nhiều bài viết và những câu bình luận trên mạng xã hội cho thấy, nhiều đảng viên cao cấp đến mức thứ trưởng đã có ý yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải từ chức hoặc là phải sửa sai liên quan đến những vụ việc gần đây. Trong một bài viết dài trên mạng xã hội Facebook đăng vào hôm 29 tháng 10 ở chế độ công khai, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao ông Nguyễn Đình Biên đã đưa ra quan điểm rằng các việc làm và phát biểu của giáo sư Chu Hảo cũng như của nhiều đảng viên, trí thức, tâm huyết, tài năng khác, hoàn toàn không có gì sai phạm. Thậm chí vì cựu Thứ trưởng, người từng là một ủy viên Trung ương Đảng còn cho rằng các việc làm và phát biểu đó là có ích cho công cuộc đổi mới tư duy, lý luận cho Đảng, cho dân, rất đáng hoan nghênh và khuyến khích. Ông Biên đã trích dẫn chính một bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 2 năm để đả kích lại ông Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, bài viết của ông Trọng nói rằng để vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước tiến lên, phải đổi mới toàn diện, đồng bộ, đặc biệt là đổi mới tư duy, lý luận, phát huy tự do tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khuyến khích những tìm tòi, sáng tạo. Đối chiếu với phát biểu đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Biên bày tỏ suy nghĩ rằng những việc giáo sư Chu Hảo đã và làm, phát biểu là phổ biến các công trình nghiên cứu, các tư duy, luận thuyết của nhiều học giả nổi tiếng trên thế giới, đưa ra các khuyến nghị mà theo ông Nguyễn Đình Biên là xuất phát từ động cơ xây dựng vì đảng, vì dân. Vẫn theo cách nhìn nhận của vị cựu ủy viên Trung ương, việc làm của giáo sư Chu Hảo là thiết thực, phục vụ cho công tác nghiên cứu và đổi mới tư duy lý luận nói trên. Việc một cựu ủy viên Trung ương Đảng và một số cựu phụ tá của các đời thủ tướng trước đây vừa công bố bài viết riêng rẽ, công khai và yêu cầu một ủy ban của Đảng Cộng sản Việt Nam rút lại đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo là một làm công khai thách thức quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó nổi lên các thứ trưởng trong thời của Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải có những hành động để chỉnh lý lại. Cần nhắc lại rằng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng hôm 25 tháng 10 đã gây chấn động giới trí thức Việt Nam với việc đề nghị Đảng kỷ luật vị giáo sư từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường với lý do ông này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, từ diễn biến, từ chuyển hóa khi xuất bản những cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản. Một thông cáo của Ủy ban được báo chí nhà nước đăng tải lại cho biết thêm một số lý do khác đằng sau đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo là ông còn có những bài viết phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng Cộng sản, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ủy ban của Đảng Cộng sản cáo buộc ông Chu Hảo khi còn là giám đốc tổng biên tập của nhà xuất bản Trí Thức đã cho xuất bản các cuốn sách bị xem là trái quan điểm về triết học, chính trị, kinh tế học như cuốn Bàn về tự do của John Stuart Mill, Khảo luận thứ hai về chính quyền của John Locke hay Nền dân trị Mỹ của Alice de Tocqueville. Trong đề xuất công khai của Thứ trưởng Nguyễn Đình Biên, ông viết: "Tôi lại rất buồn và lo lắng về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề xuất kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Chỉ ra thực tế là đề xuất của Ủy ban đang gây nên phản ứng không đồng tình rộng rãi trong dư luận, nhất là trong tầng lớp trí thức, vì cựu ủy viên Trung ương tiên liệu rằng nếu đề xuất được thực hiện, thay vì góp phần nâng cao uy tín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói riêng và ủy của Đảng nói chung, nó có tác động ngược lại không chỉ về đối nội
mà cả về đối ngoại nữa. Vì vậy, ông Biên viết tiếp: "Tôi khẩn thiết đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương bình tâm và sáng suốt xem xét lại và dũng cảm rút quyết định nói trên đối với giáo sư Chu Hảo." Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trong một nỗ lực liên lạc điện thoại với cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Biên để hỏi xem kiến nghị của ông chỉ đăng trên Facebook hay là đã được gửi đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng như điều gì đã thúc đẩy ông viết kiến nghị. Tuy nhiên, sau khi nghe phóng viên VOA giới thiệu danh tính, ông Biên đã giữ im lặng và không nói bất cứ một lời nào. Điều này cũng cho thấy ông Biên vẫn còn sợ, và dù sao đi nữa, ông viết những lời đó cũng chỉ vì lợi ích của đảng mà ông đang phục vụ mà thôi. Trong bài viết trên Facebook, được gần 220 người chia sẻ và hơn 630 người thích, ủng hộ, ông Biên nhận định nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại đề xuất kỷ luật ông giáo sư Chu Hảo, việc làm đó sẽ góp phần lấy lại và nâng cao uy tín của Ủy ban nói riêng và của Đảng Cộng sản nói chung. Một động thái như vậy là điều hết sức cần thiết hiện nay, ông Biên viết, đồng thời khuyên rằng Ủy ban không nên lặp lại những vấn đáp vấp váp đã xảy ra không ít lần trong lịch sử đảng. Đó là phạm sai lầm để rồi sau lại phải sửa. Bản kiến nghị của vị cựu ủy viên Trung ương đã nhận được hơn 170 lời bình luận từ các cựu cán bộ nhà nước và giới trí thức, với đa số bày tỏ tán đồng và hoan nghênh về nội dung chân thành, đúng đắn, sáng suốt, thẳng thắn của bài viết. Tuy nhiên, cũng có một số lời bình luận cho rằng dù ý kiến của ông Biên rất tâm huyết, song như những gì đã xảy ra với các đảng viên và người dân khác, ý kiến của ông sẽ chỉ như ném đá ao bèo đối với Đảng Cộng sản. Đánh giá về việc đảng lắng nghe ý kiến từ đảng viên và giới trí thức đến đâu, dịch giả Phạm Nguyên Trường, người nhiệt tình ủng hộ phong trào dân chủ khai trí và đã tham gia làm sách với nhà xuất bản của giáo sư Chu Hảo, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA rằng Ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan rất to trong hệ thống Cộng sản, làm sao nó lại nghe một ông như ông Biên? Đảng chưa bao giờ cần trí thức, họ chỉ đưa ra một vài trí thức mà nghe theo họ trong một giai đoạn nào đó để làm cái gọi là trang trí mà thôi. Trước bài viết của cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Biên hai ngày, hôm 27 tháng 10, những người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ một bức thư ngỏ của các cựu phụ tá của một số đời thủ tướng trước đây và một số nhà báo nổi tiếng, với nội dung cũng đòi Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại kết luận sai trái về việc xem xét kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Trong đó có rất nhiều cựu thứ trưởng đã từng làm việc dưới trướng của Nguyễn Tấn Dũng. Và người ta cũng đặt nghi vấn không biết liệu việc ông giáo sư Chu Hảo bị kỷ luật và việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên gân trong thời gian gần đây có liên quan gì đến ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay chăng? Những người ký trong đó có các ông Trần Đức Nguyên, Nguyễn Trung, Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, Huỳnh Sơn Phước và các bà Phạm Chi Lan, Vũ Kim Hành nhấn mạnh trong thư ngỏ rằng sự quy kết của Ủy ban về ông Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân, vì nước, cũng như chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước. Chỉ sau một ngày sau khi bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được công bố, giáo sư Chu Hảo hôm 25 tháng 10 đã tuyên bố thoái đảng. Động thái này dẫn đến một số suy luận từ giới quan sát rằng Đảng Cộng sản sẽ lúng túng trong bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ông Trần Quốc Thuận nói với VOA rằng việc kỷ luật có thể sẽ vẫn diễn ra. Ông này nói, có một số trường hợp trước đây khi có đề nghị kỷ luật thì người ta xin ra khỏi đảng, thì Đảng Cộng sản lại ra cái luật là xóa tên hay có cái lệnh là khai trừ đảng. Thí dụ như trường hợp
ông Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh trước đây, sinh ra khỏi đảng cũng phải qua một trình tự thông qua cấp ủy. Trong thời gian đó, ban kiểm tra họ cũng có thể làm như đã làm với anh Phạm Chí Dũng. Hồi cuối năm 2013, đảng viên bất đồng chính kiến Phạm Chí Dũng, người có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền, đã bị một cơ quan đảng cấp địa phương khai trừ, dù ông Dũng đã nộp đơn xin ra khỏi đảng trước đó 3 tuần. Trong vài ngày ngay sau việc Ủy ban kiểm tra xác định giáo sư Chu Hảo có sai phạm đến mức phải bị kỷ luật, còn bản thân ông Chu Hảo tuyên bố thoái đảng, đã có ít nhất 13 nhà trí thức tuyên bố bỏ đảng. Trong số đó, họ là giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang, nhà văn đại tá quân đội Nguyên Ngọc, ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tiến sĩ Phạm Gia Minh, trung tá quân đội Trần Nam. Họ nói với VOA rằng quá bức xúc vì đảng không còn phục vụ lợi ích của nhân dân, dân tộc. Đảng đã chọn sai đường và họ dự báo rằng con số thoái đảng sẽ gia tăng sau hiệu ứng Chu Hảo. Một giáo sư đảng viên, tức là một học giả nhà trí thức, đã từng giữ chức thứ trưởng mà còn bị cho là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Điều này cho thấy ý thức hệ Cộng sản đã lung lay, những vị này đã nhận thấy Cộng sản đã đi sai đường và đã có một động thái để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn sai lầm đó. Họ đang đấu đá lẫn nhau để tham nhũng và bán nước, giống như những con chó đang sủa, đang cắn xé lẫn nhau. Bao lâu những đảng viên biết nhảy ra khỏi đó, biết tránh ra những cuộc đấu đá mà dân gian hay gọi là chó cắn lẫn nhau, thì lúc đó họ mới có thể có đủ tư cách để làm người, làm công dân Việt Nam và là những người có trách nhiệm với gia đình và hơn hết với xã hội và lương tâm của chính mình.